Nếu em thương một người con gái, em làm gì để chứng minh là em thương người con gái đó? Không chứng minh được. Em gái, ở nhà có ai góp ý anh trai những cái này không? Dạ, thật sự là tâm nguyện nhất định của anh hai em. Tại vì anh hai em quen ai hay là cưới thì sao thì thường là anh hai em lựa chọn. Anh hai em thì thường là tùy duyên. Bây giờ anh hỏi em một nha. Dạ. Thí dụ em có gia đình chưa? Dạ chưa. Em có người yêu chưa? Dạ chưa luôn. À, thí dụ như em có bạn trai, em có chồng, hai ngày 8 tháng 3 cũng tặng quà cho em. 20 tháng 10 cũng tặng em, ngày Valentine 14 tháng 2 cũng không tặng em gì, cũng không nói gì hết. Em thấy như sao? Dạ, thiếu quan tâm. Đó. Dạ. Thấy chưa Vũ? Thật ra anh vừa thương em mà vừa bực mình em. Anh rất là thương em, nếu anh ở gần em, anh sẽ giúp em làm tất cả những việc này. Bản tính em nó trầm tính lắm, em không làm được.